Nếu không phải do mày, Chu Hồng cũng sẽ không chết. Dẫn đi. Thầy, cố gắng lên. Cậu cố chịu một chút đi. Cậu phải kiên trì. Mau gọi xe cấp cứu. Mau tới đây. Mau tới đây. Ngụy Tường, con của chúng ta chào đời rồi. Là một bé trai nặng 3 kg 2. Vậy sao? Phùng Bân, ông đã vào đây rồi. Điều này chứng tỏ chúng tôi đã nắm rõ chứng cứ phạm tội của ông. Ông cứ dây dưa như vậy thì có ích gì chứ? Như vậy có nghĩa ông muốn gánh vác tất cả trách nhiệm của những việc này đúng hay không? Việc buôn bán ma túy ở Vân Nam, ông biết chứ? Do ông sắp xếp. Trần Hiếu đâu? Trần Hiếu cũng là do ông giết đúng hay không? Đang hỏi ông đấy. Tăng Cảnh Nguyên đang ở đâu?
Tôi nghe nói Tăng Cảnh Nguyên đã chạy rồi, không thông báo cho ông biết hay sao? Không phải như vậy chứ? Cũng đúng thôi, nếu thông báo cho ông biết chuyện này thì ông cũng không ngồi đây. Tôi cho ông nghe lại một chút những chuyện mà ông không biết nha. Phùng Bân, cái con người này đầu óc nhanh nhạy, có năng lực, chịu được khổ, làm việc gọn gàng dứt khoát. Hơn nữa, tôi hỏi ông, tiếp theo sau Tăng Cảnh Nguyên sẽ nói gì chứ? Bản thân ông có lẽ cũng biết rồi. Tôi biết mấy người các ông luôn coi trọng nghĩa khí, nhưng mà cái nghĩa khí này cũng nên phân biệt là những người nào đi chứ. Tôi nói cho ông biết, những tội danh mà ông phạm phải này cũng đủ để phán ông tội tử hình. Nhưng nếu là tôi thì trước khi chết tôi phải giải quyết một việc. Việc gì đây? Chính là cái chuyện bất nhân bất nghĩa này. Ông đối với ông ta tốt như vậy, ông ta cũng không phải là đã bán đứng ông rồi hay sao? Nếu là tôi sẽ không chịu được. Hôm nay ông không khai ra, tôi sẽ đợi ông ngày mai. Ngày mai ông không khai ra thì tôi sẽ đợi ông đến ngày kia. Tôi xem lúc nào ông mới chịu khai ra. Ngụy Tường, người anh em của tôi, bây giờ vẫn còn đang ở trong phòng theo dõi đặc biệt, không rõ sống chết. Nếu như hôm nay không phải tôi đang khoác trên mình bộ cảnh phục này, tôi thực sự muốn đập chết ông. Trình Đông, tắt máy quay đi. Cái này không thể tắt được. Tắt đi. Mở ra cho ông ta. Phùng Bân, cái ngành này ông đã làm nhiều năm như vậy rồi, quy tắc có lẽ còn hiểu hơn cả chúng tôi. Bọn tôi thật sự không quan tâm đến việc thả ông đi, nhưng mà kết quả vẫn giống nhau thôi. Tự ông lựa chọn đi.
Ông Tăng vẫn khỏe chứ? Trông ông cũng khá tốt nhỉ. Vẫn ổn thôi. Vị này, đây là con gái của Hứa Dân Phi. Là con gái của ông Hứa. Đúng vậy. Rất vui được gặp mặt. Rất vui được gặp mặt ông. Xin chào ông Đa Khôn. Xin chào, lên xe thôi. Được, tôi dẫn mọi người đến chỗ ở. Đi thôi. Xin chào, xem xét đến vấn đề an toàn. Làm phiền giao điện thoại ra một chút. Nếu như bây giờ muốn tìm được Tăng Cảnh Nguyên, nhất định phải ra tay từ chỗ tên Đa Khôn này. Dân Cục trưởng Tiêu, cứ ngồi đi, ngồi đi. Cục trưởng Tiêu, dựa theo vị trí mà gia anh gửi, có thể khẳng định được là bọn họ hiện giờ đang ở một thị trấn nhỏ nào đó ở vùng biên giới, căn bản là trùng khớp với vị trí mà Phùng Bân khai ra. Ý của tôi là nên phối hợp với cảnh sát địa phương tiến hành vây bắt bọn họ đi. Nếu như một khi để Tăng Cảnh Nguyên xuất cảnh rồi, chuyện này sẽ tương đối rắc rối. Còn có, tôi lo lắng thân phận của gia anh có thể bại lộ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bây giờ chúng ta đã mất tín hiệu theo dõi với điện thoại của gia anh. Tôi lo lắng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Về vấn đề này, hiện giờ chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu chứng cứ phạm tội của Tăng Cảnh Nguyên chứ? Bên chỗ Dạng Vũ Lương có hai manh mối có thể chứng minh Tăng Cảnh Nguyên giết người. Còn có một chút manh mối mà Ngụy Tường mang về kia. Thực ra mối chốt lớn nhất vẫn là phải xem cái tên Phùng Bân này có thể khai ra bao nhiêu. Ngoài ra hiện giờ có thể khẳng định được một điều, người đứng đầu mạng lưới buôn bán ma túy có lẽ chính là cái tên Na Khôn này. Tiếp tục khai thác tên Phùng Bân này đi. Tôi lập tức báo cáo với cấp trên một chút. Chúng ta chuẩn bị thật tốt. Chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Rõ. Rõ. Từ lần trước ông Tăng đến đây, đến bây giờ cũng đã hơn 2 năm rồi. Đúng vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng thế. Đều đã thay đổi rồi. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi. Tôi phái cho anh thêm mấy tên vệ sĩ đảm bảo an toàn cho anh. Lần này tới ở đây 2 ngày, đợi tôi sắp xếp xong chu đáo tất cả mọi việc rồi thì tôi lập tức đưa anh xuất cảnh. Người anh em, thật sự là cảm ơn rất nhiều. Giao tình của chúng ta vô cùng mật thiết, cần gì phải khách sáo như vậy, đúng không? Mục đích của chuyến đi này của cô Hứa là gì vậy? Giống như ông chủ Tăng thôi. Tôi cũng là tới để tránh đầu ngọn sóng gió thôi. Được. Có thể đến được ngày hôm nay, tôi cũng xem như là kiếm lời rồi. Trần Hiếu là do tôi giết. Sau khi giết cậu ta, tôi đã đến khách sạn cậu ta ở, lấy một quyển sổ ghi chép.
Trong cuốn sổ ghi tất cả những việc anh Tăng sắp xếp cậu ta đi làm trong những năm này. Vốn dĩ anh Tăng bảo tôi tiêu hủy quyển sổ đó đi, nhưng mà tôi để lại nó trong căn nhà thuê ở vùng ngoại thành. Ở đó còn có hồ sơ của Hứa Hàm. Tăng Cảnh Nguyên đã đến cái trấn nhỏ biên giới kia, ông biết không? Ông ta đến tìm Đan Khôn để làm gì, ông có biết hay không? Đan Khôn có thể sẽ giúp anh ta trốn ra nước ngoài. Những năm này tất cả mạng lưới buôn bán ma túy của mấy người đều là do anh phụ trách. Cậu cảm thấy thế nào chứ? Đồ trứng trần, anh nhìn xem. Người anh em, hoàn cảnh nơi này của anh cũng không tồi nha. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là cô Lyra. Cô ấy là do tôi đặc biệt mời tới để chăm sóc sinh hoạt của anh đó. Xin chào giám đốc Tăng. Không cần khách sáo như thế, gọi tôi anh Tăng được rồi. Cảm ơn anh Tăng. Đây là cô Hứa. Cô Hứa, xin chào. Vậy tôi dẫn hai vị đi tham quan xung quanh nha. Được, đi tham quan một chút đi. Được, mời. Rượu đây không tồi. Là Lafite 582 đúng không? Anh đúng là sành quá. Thoáng cái đã nếm ra được rồi. Chỗ này của chúng tôi mặc dù là không so được với Nam Giang các anh, nhưng mà chỗ này của tôi thực sự là muốn cái gì thì có cái đó. Rượu ngon, cảnh đẹp, còn có cô gái xinh đẹp bầu bạn, còn có thịt bò tươi ngon như vậy. Tốt hơn nhiều so với Nam Giang bọn tôi. Nào, tôi mượn rượu ngon này của anh, tôi kính anh một ly. Mời anh Tăng. Mời cô Hứa. Cô Hứa à, món này hợp khẩu vị của cô chứ? Lão Tăng, sau khi rời đi lần này dự định thế nào chứ? Vẫn chưa nghĩ xong.
Rời khỏi đây rồi xem xét tình hình thế nào lại nói tiếp. Cái này vừa được vận chuyển từ Nam Mỹ về, thử một điếu xem. Tôi không quen hút thuốc loại này. Lão Tăng, tôi nói thẳng luôn, anh mà rời khỏi đây thì việc làm ăn trong nước của anh thu xếp cái này cũng rất là phiền phức đó. Anh xem thế này có được không? Anh giao mấy cái danh sách những khách hàng quen thuộc ở trong nước của anh lại cho tôi, để tôi quản lý cho. Hàng năm lợi nhuận thu được này hai anh em chúng ta chia 5 năm, như vậy có được hay không? Anh đã nhiều tuổi như vậy rồi, ra nước ngoài thì hãy ăn dưỡng thật tốt. Nếu như cảm thấy chia 5 năm khiến cho anh không hài lòng lắm thì hai chúng ta vẫn có thể bàn bạc trở lại, được không? Đa Khôn, lần này anh giúp tôi như vậy, theo lý mà nói thì anh yêu cầu cái gì đều không quá đáng. Càng huống hồ chỉ là một danh sách tiêu thụ thôi. Nhưng những gì cụ thể đều là do đám đàn em của tôi đi làm hết, cho nên tôi thực sự không biết. Bây giờ tình thế trước mắt, tôi cũng không liên lạc được với mấy người họ, nên là thật sự không thể làm gì được. Tuy nhiên, Đa Khôn mà, lần làm phiền này tôi sẽ không để cho anh giúp đỡ vô ích. Anh trả giá đi. Lão Tăng, đừng có nói đến tiền bạc chứ. Nói đến tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm, có đúng hay không? Nhưng mà về cái danh sách này, tôi vẫn thực sự hy vọng anh suy xét thật kỹ một chút đi. Hoặc là còn có cách nào giải quyết tốt hơn? Cô Hứa, nào tôi mời cô một ly. Tôi với ba của cô thực sự là đã từng có mấy vụ làm ăn lớn với nhau. Tôi vô cùng tán thưởng cách làm việc đối nhân xử thế của cha cô. Cô Hứa cùng với Lão Tăng, hai người lại đây 2 ngày, có việc gì thì tìm cô Ly ra đây. Hôm nay tôi thực sự vẫn còn chút việc phải đi trước. Còn chuyện xuất cảnh tôi sẽ nhanh chóng xử lý. Đợi sau khi xử lý xong thì tôi sẽ nói cho anh biết. Được, mời từ từ dùng bữa. Đi. Sơn trang to như vậy, cô Ly ra, một lát nữa vẫn phải làm phiền cô dẫn chúng tôi đi thăm thú xung quanh một chút. Cái đó không thành vấn đề. Anh Tăng, để anh ăn xong tôi sẽ để anh nhìn kỹ một lượt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Được, cảm ơn.